Con uống trà đi con. Cảm ơn sư phụ. Hôm nay không được uống trà của sư phụ, con nhớ quá. Không trà ở đâu ngon bằng trà của sư phụ hết. Trà ngon không chỉ do trà mà do người pha và người uống. Người pha có lòng, người uống có tâm thì mới cảm nhận hết hương vị của trà. Dạ. Sư phụ, uống trà mà cũng nhiều đạo lý gì hả sư phụ? Phải. Mọi việc, mọi vật trên đời này đều có đạo lý của nó con. Vậy con cho cá ăn có đạo lý không sư phụ? Có chứ sao không. Con cho cá nó ăn, cá nó ăn thì nó mới sống. À, con hiểu rồi. Vậy con muốn sống thì con phải đi ăn. Ừ. Thưa sư phụ, đi ăn. Quên đi nói chuyện sư phụ nghe. Đói nhà bếp ăn với đệ. Uống đi con. Dạ. Cái gì vậy trời? Coi mặt mày bèo nhèo như cá bánh bèo vậy đó. Nhìn mặt bà riết tôi ngán bánh bèo luôn á. Sao? Có chuyện gì? Tôi công chuyện ở nhà hàng quá trời luôn á nghe. Không có rảnh đâu. Anh Dương á. Sao? Ảnh xuất viện rồi. Thì sao? Tôi không có muốn anh xuất viện. Tưởng gì? Chuyện đó dễ ẹt. Bây giờ bà kêu giang hồ á tới nhà thuốc của ảnh, đánh cho ảnh một trận bầm dập là nằm viện dài hạn luôn chứ gì. Cái gì? Quỷ nhỏ, làm gì đây hả? Em có làm gì hết trơn á. Không có làm trò trò làm chi vậy? Rảnh quá, đi vô tiệm thuốc kìa, làm phụ anh đi. Ở chổng có 8.000 công việc kìa, một mình làm không hết nữa. Thôi, em chán lắm, không muốn làm gì hết á. Sao vậy? Bình thường á, thấy em hoạt bát, vui vẻ, cười nói líu lo cả ngày mà. Cười chưa chắc là vui, anh biết không? Ừ. Cười không vui, làm sao mới vui? Thằng nói chuyện khó hiểu. Anh không hiểu em đâu, chỉ có anh Dương mới hiểu em thôi. Vậy vô trọng tâm sự với anh Dương đi. Anh Dương đang bệnh, em không có muốn làm phiền ảnh đâu. Vậy tâm sự với anh đi. Không có xe Nhật thì chạy đỡ xe tàu đi. Không, em chỉ muốn lấy máy bay thôi. Ủa gì kỳ vậy? Ê quỷ. Tâm ơi. Tâm. Dạ bác ba. Mày làm gì đứng lúp lúp ló ló như là ăn trộm vậy? Dạ con định vô nhưng mà con sợ chó. Mày nói sao chứ? Tao thấy chó nhà này hiền á. Nó hiền như ai thôi chứ nó không có hiền như con. Nó gặp con là sủa liền bác ba. Mày biết sao không? Sao bác ba? Tại cái mặt mày gian quá. Đâu có, cái mặt con hiền như mặt anh Dương á. Ý trời ơi, mặt mày mà hiền như Dương. Bác ba, Tâm. À, con. Hai người mới đến chơi hả? Bác ba đi ngang qua đây, thấy thằng Tâm nó đứng lấp ló, bác ghé vô hỏi thăm nó. Tâm, tìm chị có chuyện gì hả? Dạ, không có gì. Em đi ngang qua đây tính coi chị Mai có nhà không. Sẵn thăm chị luôn. Mà chị có nhà rồi, thôi em về. Ê mà đã đến chơi rồi, thôi vô nhà uống nước đi rồi về. Thôi em đi mua đồ cho má. Về trễ má là em chết. Thôi em về, có ba con về. Ờ về ha. Cái thằng lúc nào cũng có hành động kỳ lạ hết trơn. Không biết Tâm đang suy nghĩ cái gì nữa. Ôi,
chắc nó mới lớn, thành ra tâm sinh lý chưa có phát triển ổn định đâu con. Chào cô Hằng. Dạ chào giám đốc. Cô Hằng ăn cơm chưa? Tí nữa em xuống căng tin ăn. Cô Hằng phải ăn uống đúng giờ để đảm bảo sức khỏe mà làm việc. Dạ. Cô Hằng cố gắng lên, chắc không bao lâu nữa cô sẽ trở thành y tá chính thức của bệnh viện. Dạ em sẽ cố gắng ạ. Anh, ông giám đốc tốt lắm luôn á, lúc nào cũng quan tâm tới nhân viên hết. Chắc bây giờ ông quan tâm đến em đúng không? Sao tự nhiên anh Kiệt lại nói vậy? Vì em đẹp mà, ai cũng quan tâm đến người đẹp hết. Anh đừng có nói như vậy, lỡ ai nghe thấy thì chết em á. Mà Hằng nè, em cũng đừng tỏ ra thân thiết với ông giám đốc trước mặt mọi người. Nếu như mà đến tại cuộc yên á, cô sẽ không để yên cho em đâu. Em biết rồi, thì mỗi khi tình cờ gặp giám đốc em cũng chào hỏi bình thường thôi à. Em vừa đẹp vừa thông minh mà. Ủa, sao ông vô bà làm gì vậy? Bà ơi, sao tự nhiên tôi hồi hộp quá à. Hồi nãy ở nhà hăng lắm mà, còn muốn tôi chạy cho nhanh, tới đây rung cầm cập là sao? Ai biết, đến đây nó mới rung sao biết được. Mệt quá à, bình tĩnh đi, có tôi bên cạnh bà mà. Đi. Ê, khoan. Ngó tôi coi được chưa? Đẹp, đẹp lắm rồi, đẹp lung linh rồi. Lung linh hả? Ừ. Bình tĩnh nghe không? Chào anh cá mập. Chào. Ủa, anh cá mập làm cái gì vậy? Bộ mù sao không thấy? Anh cá mập, thầy có ở nhà không anh? Không. Ủa, vậy thầy đi đâu vậy? Ai biết. Vậy anh Dương có ở nhà không anh? Ngủ rồi. Hai cô mới anh tới. Anh Dương. Chào anh. Anh Dương khỏe chưa? Chưa, không có khỏe, mệt nên không tiện tiếp khách. Khách về. Sư đệ, cho anh xin bình trà nóng đi. Hết trà, hết bình rồi, hết nước nóng luôn. Bực bội quá, còn bình còn trà, còn nước nóng luôn. Mời hai cô. Dạ. Tính sư đệ của tôi vui lắm, hai cô đừng để bụng nha. Dạ không sao, em thấy anh cá mập ảnh vui tính mà. Cha mập vô duyên thiết ớt. Hai cô xuống đây chơi hay là có chuyện gì không? Dạ. Dạ. Bữa trước á, tụi em có nói với thầy Xuân á là sẽ xin phát quà ở đây, cho nên hôm nay tụi em đến để bàn kế hoạch lại đó anh. Dạ. Sư phụ đi ra ngoài xem bệnh, chắc cũng sắp về rồi. Hai cô chờ chút nha. Dạ. Xin mời. Ủa anh, ảnh sao vậy? Sư đệ của tôi vô tính vậy mà. Mời hai cô dùng trà. Dạ, cảm ơn anh. Ủa, bà sao vậy? Cô Kim, có chuyện gì hả? Dạ trà ngon. Gì vậy? Cha mập đáng ghét, vô duyên mà vô duyên thúi nữa chứ. Bà làm gì bà rủa ông dữ vậy? Bộ hồi nãy trà đắng lắm hả? Trời ơi, nó đắng còn hơn thuốc bắc nữa đó. Ủa hồi nãy tôi nghe ai kêu ngon mà ta? Trời ơi, hồi nãy mà không có anh Dương ở đó nha, tôi phun nguyên ly trà vô mặt cha cá mập luôn á. Rồi đánh ổng á hả?
thành cái mình rách luôn á. Thiên Kim tiểu thư bữa nay tu được rồi nha. Đó, phải nhịn chuyện nhỏ thì chuyện lớn mới thành công được. Tôi nói thiệt với bà, tôi làm vậy á là vì anh Dương thôi, để anh vui. Không có anh Dương ở đó nha, tôi cào nát cái mặt cha mập ra, tôi đem đi ốp trà luôn á, cho bà biết. Sư huynh, sư huynh, sư huynh ơi, đừng 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 uống nữa. Trà sư đệ pha thì huynh phải uống chứ, mình đâu có lãng phí được. Đắng lắm, đắng lắm đừng uống, đắng lắm đừng uống. Đệ à, dù gì người ta cũng là khách, đệ làm như vậy là thất lễ lắm đệ biết không? Sư phụ mà biết được sẽ không vui. Đắng, đắng gì ta? Anh cái mập. Anh Dương đâu rồi? Mới vào phòng. Mà sao mặt mày anh đóng vậy? Không rồi. Cái mặt này là mới bị la nè. Bình Dương la đúng không? Không có. Anh Dương á, anh rất là nghiêm khắc với bản thân, nhưng mà rất là dễ dãi với người ngoài. Nếu mà la anh á, là anh coi anh là người thân lắm luôn rồi đó. Alo. Alo, anh Kiệt hả? Anh nghe đây. Anh Kiệt đang làm gì đó? Anh mới đi công việc về, có gì không em? Dạ tại tối nay em buồn quá cho nên gọi cho anh Kiệt vậy thôi. Tối nay em không đi chơi sao? Em không có nhiều bạn bè. Ủa, sao không đi chơi với bạn trai à? Em chưa có bạn trai. Tại vì em kén quá đúng không? Đâu có đâu. Để huynh làm phụ cho. Thôi, huynh đang bị thương, vô phòng nghỉ đi. Nằm qua cũng mệt lắm, vận động tay chân chút cho nó khỏe. Có những lúc huynh hơi cố chấp, làm cho những người xung quanh không được vui, ngay cả bản thân mình cũng không được thoải mái. Những lúc như vậy trong lòng huynh cũng cảm thấy khó chịu lắm. Ôi, người ta có làm cái gì cũng muốn tốt cho huynh thôi. Huynh hiểu rồi, để đừng có giận huynh nha. Giận đâu làm được huynh đâu. Cảm ơn sư đệ. Cảm ơn chuyện gì? Vì đệ là sư đệ của huynh. Thôi đi, để tôi làm cho. Quý xin lỗi. Lỗi phải gì? Bể chén kìa. Quýnh nào giờ không có quen làm mấy chuyện này. Không quen á thì ngồi chơi đi, phá bể chén đã trơn. Có chừng đứt tay đó. Thấy chưa, mới nói xong mà đứt tay liền, thấy chưa? Sư huynh vô dụng lắm, không có sư đệ thì không có làm được chuyện gì hết. Ê đó, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Hình như là có chậm. Chậm gì mà chậm, tiệm thuốc có gì đâu chậm. Huynh đang bị thương,
đuổi theo lỡ chuyện gì thì huynh chết chắc luôn á. Nhưng mà nhưng vậy gì? Huynh yên tâm, vô phòng nghỉ, thế giới này có để lo. Đi vô. Vô. Nhưng mà để vô phòng nằm nghỉ đắp mền đàng hoàng, tắt đèn, ngủ nghỉ đàng hoàng, đừng có nhiều chuyện. Cẩn thận nên bị đứt tay. Vết thương có sâu không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mà nè, mai mốt á anh Dương phải cẩn thận nghe chưa, đừng có để bị đứt tay đứt chân nữa biết không? Cảm ơn Kim đã nhắc nhở. Kim á, bình thường hung dữ, vậy mà gặp anh Dương rồi trở thành thục nữ luôn. Yêu nữ thì có. Giả bộ vậy thôi. Chanh chua chuối chát thì suốt đời cũng là chuối chát chanh chua. Nhưng mà em thấy chị Kim cũng đâu đến nỗi đâu. Em còn nhỏ, em biết gì về tình trường mà nói. Đêm qua tìm thuốc mình có xảy ra chuyện gì lạ không anh? Có gì đâu mà lạ. Vậy hả? Sao biết đêm qua tiệm thuốc có gì xảy ra mà lạ? Thì em chỉ hỏi vậy thôi à. Nhưng mà lúc này em nghe đồn trong xã của mình xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện gì? Thì người ta đồn á, xã mình có ma. Ma? Ma đâu ra? Thì ở đâu ra ai biết, em nghe đồn thôi mà. Đi làm từ thiện vui không? Cũng bình thường thôi. Công nhận ông nằm bệnh viện có mấy ngày mà đã đem lại ích lợi đến cho nhiều người như vậy. Chắc tôi phải tìm cách cho ông nằm viện thêm vài lần nữa mới được. Ông để cho tôi yên đi, tôi đang đau đầu muốn chết nè. Ông còn chọc ghẹo tôi hoài. Có gì đâu mà ông rối. Là phước thì sẽ không phải là quả, mà là quả thì sẽ không tránh khỏi được đâu. Tôi thấy ông đã lọt vào tầm ngắm của thiên kim tiểu thư này rồi, thì ông có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng đâu. Tôi nghĩ hoài cũng không biết chuyện này là đúng hay sai. Trên đời này không có chuyện gì là đúng cả. Bản thân mình thấy không sai là được rồi. Tôi không muốn dính vào chuyện tình cảm nữa. Tôi thấy Kim cũng được mà. Nếu ông coi được thì tiến tới luôn đi. Tôi là sao trỗi, bất cứ ai liên quan đến tôi đều khổ. Tôi không muốn làm khổ ai hết. Anh mới đi hái lá thuốc về hả? Vết thương của anh khỏi hẳn chưa? Tôi khỏe rồi, tôi không sao hết. Mấy bữa trước em tới đến thăm anh, nhưng mà em xin lỗi anh Dương. Mai không có lỗi gì hết. Hẹn hò ngoài suối không?
có ý gì đây? Mấy ngày nay không thấy Mai đến tìm thuốc. Sư phụ với bác ba hay nhắc Mai. Cá Mập cũng ở tiệm thuốc nữa nè. Mai có thời gian thì qua chơi. Dạ. Rủ rê mời rồi nữa hả? Ý gì đây ta? Bảo đảm con nhỏ xấu vừa khùng vừa hô, nó xem hình này nó học má quá. Làm gì thẫn thờ vậy? Uống cà phê không? Tôi nhớ anh Dương quá à. Trời đất ơi, tôi lại bà. Mới gặp hồi trưa đây nè, mà nhớ gì nữa? Tôi chỉ muốn lúc nào cũng được ở cạnh anh Dương, chăm sóc cho ảnh, nấu cơm cho ảnh ăn. Trời ơi trời, cơm bà nấu ai mà ăn cho nổi? Thì tôi học nấu ăn. Tôi thấy bà yêu quá bà quá cuồng luôn rồi đó. Bây giờ tôi góp ý vậy nha. Gì? Tốt nhất á, bà đem anh Dương về đây bà chưng trong tủ kính á, rồi bà ngắm mỗi ngày cho đỡ nhớ. Bà chưa có yêu cho nên bà không có biết được cái cảm giác khi người ta yêu, người ta nhớ nhung như thế nào đâu. Bà giỡn hoài. Tôi cũng có bạn trai rồi chứ bộ. Hả? Cái gì? Bà có bạn trai rồi? Ê, bữa nào dẫn bạn trai cho tôi gặp mặt coi. Thôi, ảnh bận dữ lắm. Bận gì dữ vậy? Không lẽ uống ly cà phê với bạn bè mà cũng không có thời gian hả? Bà biết gì mà nói. Tôi biết rồi. Bà biết cái gì? Chắc là bạn trai của bà xấu quá, cho nên bà mới giấu kỹ, không muốn cho bạn bè thấy, phải không? Nè, đừng có coi thường bạn bè quá nha. Bạn trai của tôi á vô cùng đẹp trai, không có thua gì anh Dương của bà đâu. Chẳng những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa. Wow, bà Xu ở đâu mà hay dữ vậy? Thì tại tôi giỏi lựa chọn thôi. Tài giỏi hen? Nếu bạn tài giỏi, bây giờ bạn nghĩ ra cách để cho tôi gặp anh Dương đi. Nhớ ảnh quá. Có cách rồi. Cách gì? Nhà mặt phố, bố làm quan. Làm sao? Ê bà kia, đi lẹ lên đi, làm gì đi từ từ vậy? Từ từ thôi, mệt quá à. Cái bà này, sao cái bà chặn lửa đó, giờ này bà tới đây làm chi vậy? Bà không muốn phiền phức á thì đi lẹ lên đi. Chào chị. Xin chào tất cả mọi người. Chắc là ở đây chưa tập trung đầy đủ nhân viên của bệnh viện mình đâu ha. Tôi mong là khi các bạn về khoa, truyền đạt lại ý kiến của tôi hôm nay. Tôi đã đến xã An Bình, một nơi rất là khó khăn và nghèo khổ. Sắp tới đây, tôi có ý định sẽ làm một bữa phát quà từ thiện ở đó. Nếu mà trong bệnh viện mình á, nhân viên nào có ý định làm từ thiện với tôi, thì xin các bạn hãy đến phòng kế toán để đăng ký. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giả nhân giả nghĩa. Em nói nhỏ chút thôi. Vậy chứ cô ta muốn gì đây? Em cũng biết rồi mà. Vì anh Dương hả? Kỳ này á, thằng Dương nó khổ rồi. Quên, sao mặt mày méo xẹo à? Vết thương vẫn còn hơi đau. Chưa lành nữa hả? Sao mà lâu vậy? Đáng lý ra lành rồi đó. Quynh cũng không biết, có lẽ là do vết thương nó hơi sâu. Thôi uống thuốc đi.
Sao kỳ ta? Đáng lẽ phải lành rồi chứ. Đau. Đau. Huynh nên đi khám lại đi. Hôm qua thằng Kiệt nó khám cho huynh rồi, chắc không sao đâu. Y tá Lan khoa ngoại 50 kg gạo, bác sĩ Lý khoa nội 100 kg gạo, bác sĩ Mai trưởng khoa sản 100 thùng mì. Công nhận nha, nhân viên bệnh viện ba tôi á cũng thích làm từ thiện quá ha. Thiên Kim tiểu thư, con gái rượu của giám đốc đã lên tiếng mà, thì ít nhiều gì người ta cũng phải đóng góp chứ. Phải nể mặt chứ làm thinh coi sao được. Mà nè, tôi thấy á, cái đống quà từ thiện đó đâu có đáng giá bao nhiêu đâu. Một mình tôi hả, bỏ tiền ra mua hết cũng được. Cần chi phải đánh trống, la làng, sùm chi cho mắc công vậy. Bà khờ lắm á. Làm gì khờ? Một mình bà ủng hộ là chuyện bình thường thôi. Bà phải hô hào lên, lấy khí thế của cả một bệnh viện cùng nhau ủng hộ từ thiện, thì mới phô trương được thân thế của mình chứ. Phô trương thân thế? Để làm gì? Lại khờ tập 2 nữa rồi. Trời ơi, sao bà thích tôi khờ quá vậy? Nè, nếu như anh Dương biết bà dì ảnh mà đi kêu gọi từ thiện, thì bà nghĩ coi ảnh có xúc động không? Lúc đó nghe cảm xúc của ảnh dâng tràn cả con tim luôn á. Bà nội có lý quá à. Mà nè, sao bữa nay tự nhiên thông minh đột xuất vậy? Ê, bậy nghe. Tôi thông minh từ đó tới giờ chứ không phải thông minh đột xuất à nghe. Chỉ tại là chưa có đất dụng võ thôi. Ê, tôi bái bà làm quân sư cho tôi nha. Bà yên tâm đi, tôi sẽ giúp bà hết mình. Nè, nhớ đám cưới cho tôi cái đầu heo là được rồi. Cái gì mà cái đầu heo? Tôi mua cho bà cả cái chuồng heo luôn á. Nè, ông có ghé chỗ thần Dương chưa? Không, tôi chỉ ghé thăm ông rồi về Đà Lạt luôn. Khổ cho những bậc làm cha làm mẹ, không biết con cái có hiểu nỗi lòng mình hay không. Tôi cũng nhớ nó lắm, nhưng mà vết thương của nó chưa lành, biết làm sao được. Ông cứ giả vờ như không biết là được rồi. Con tôi biết mà, tính nó giống y như mẹ nó. Ngày xưa tôi cũng yêu mẹ nó vì cái tính đó. À, mà hai đứa nó tiến triển tới đâu rồi? Con Kim nhà tôi coi bộ nó thương thằng Dương lắm rồi nghe. Nó còn kêu nhân viên của bệnh viện ủng hộ cho dân nghèo của xã An Bình. Tôi biết con Kim chẳng qua vì nó thương thằng Dương của ông thôi. Con bé đó dễ thương quá. Từ ngày vợ tôi mất, nó được bà ngoại của nó nuông chiều nó quá, nên càng ngày nó trở nên ngang bướng. Tôi cũng hết cách với nó, chỉ có thằng Dương con ông á mới trị được nó thôi. Anh cứ yên tâm, con gái á dù ngang bướng cỡ nào, khi mà thật sự yêu rồi thì cũng trở nên ngoan ngoãn dễ thương thôi. Tôi rất cảm ơn ông. Thằng Dương nó không dễ yêu đâu nha. Ông yên tâm đi nha, tôi có cách mà. Cái thằng con rể này nó không chạy khỏi cái nhà tôi đâu. Tâm. Hả, chị Mai? Tâm chờ chị có lâu không? Dạ, em cũng mới tới thôi à. Chị muốn gặp em có chuyện gì không? Tâm, giúp dạ. Chị một việc nha. Dạ, chị nói đi. Em đưa hộp cơm này cho anh Dương giùm chị nha. Ủa, sao vậy? Em bận gì hả? Dạ, không có. Tại em đang suy nghĩ, đưa cho anh Dương rồi, em không biết nói làm sao hết á. Thì Tâm nói là của Tâm nấu thôi. Không những anh Dương không tin, mà cả cái xã này không ai tin đâu. Thế nào cũng bị anh Cá Mập tra hỏi ra. Tâm, giúp giùm chị đi. Chị biết là Tâm có cách mà. Nha, giúp chị nha. Nha. Giúp chị đi mà. Nha.
Dạ, thôi được rồi. Cảm ơn Tâm nhiều lắm. À, thôi bây giờ chị về trước nha. Dạ. Ngay cả cái hộp này cũng không thuộc về mình. Tâm hả? Đang làm gì đó cưng? Dạ em không có làm gì hết á. Còn anh Dương đang làm gì? Anh đang thở. Em đâu có phải là vật trong túi của anh đâu mà em biết. Tại vì chị Kim chỉ muốn biết là anh Dương đang làm gì. Nhóc chịu khó chạy qua coi thử anh Dương anh làm gì đi cưng. Dạ. Vậy phải ngoan không? Anh Dương. Ủa, mới qua hả em? Dạ. Ngồi đi. Sao, có chuyện gì không? Dạ không, em qua thăm anh thôi. Mà vết thương của anh khỏi chưa? À, lúc ở bệnh viện nó cũng đỡ nhiều rồi. Sao về đây nó lại hay đau? Hay anh đi bệnh viện khám lại coi có bị gì không? Có thằng Kiệt nó khám cho anh rồi. Nó nói là không sao đâu. Anh hai em á chỉ là bác sĩ mới ra trường à. Nhiều khi anh chưa có kinh nghiệm đâu. Hay anh khám chỗ khác coi sao nha. Em nói gì kỳ vậy? Em phải tin tưởng anh hai chứ. Thì em chỉ nói như vậy thôi. Em có biết gì đâu. Vết thương của anh đau nhiều không? Có khi nửa đêm anh thức dậy cảm giác rất là đau, nhưng đến sáng thì đỡ hơn. Chắc do ban đêm thời tiết lạnh quá. Có người gọi thức ăn cho anh nè. Ai vậy? Thì chị Mai nhờ em gửi cho anh Dương đó. Cho anh gửi lời cảm ơn Mai nha. Dạ. Thôi em ra ngoài chơi với anh Cá Mập đi. Anh cũng dùng thử thức ăn của Mai. Mập. Mấy ngày nay á, anh thấy anh Dương có bình thường không? Không bình thường chút nào. Nhìn mặt em gian lắm nha. Mặt em gian mà. Đang có âm mưu gì? Em có âm mưu gì đâu. Hôm bữa em nhớ em nói gì với anh không? Chuyện gì? Em nói với anh nhiều chuyện quá mà. Làm sao em nhớ nổi? Chuyện của cô Nguyệt ở Đà Lạt. Tất cả mọi chuyện của sư huynh anh đều muốn biết, vì anh là quản lý của sư huynh, nhất là trong thời gian bệnh hoạn này. Trời ơi, anh Cá Mọc giống như là quản lý ngôi sao gì đó hả? Cứ cho là như vậy đi. Đừng có lòng vòng nữa. Chuyện gì? Mau nói coi. Chuyện rất là quan trọng. Quan trọng cỡ nào? Nói. Thôi ra đem nói cho nghe. Đi, nhanh lên. Ra ngoài này nè. Đi. Đi ra đây, nhanh lên. Cái gì? Cái gì? Em nói đi, đẩy ngoài. Ra đây mới nói được chứ. Nói đi. Lên. Anh có nghe chuyện chị Nguyệt ở Đà Lạt không? Có nghe. Hình như cô gái ấy tên Nguyệt tự tử vì sư huynh. Phải rồi. Từ khi chị Nguyệt chết đó, tim của anh Dương khắc sâu hình bóng của chị Nguyệt luôn rồi. Cho nên không có chứa người khác đâu. Vậy hả? Sư huynh cũng si tình quá. Cho nên chị Kim có làm gì đi nữa, anh Dương cũng không có yêu chị Kim đâu. Thích quá. Con nhỏ vừa xấu vừa chảnh vừa hô đó, không có cơ hội đi vào với tim sư huynh rồi. Bích cửa. Đương nhiên rồi. Mà chuyện này á, anh đừng có nói lại với anh Dương nha. Chỉ em và anh biết thôi đó. Anh biết rồi, hình xui thôi. Chị nào sư huynh hỏi anh mới nói. Có phải em nói với anh như vậy không? Thì đúng rồi. Hình như đó không phải là sự thật.
Em chỉ suy đoán vậy thôi, chứ tình cảm trong lòng anh Dương làm sao em biết được chứ. Vậy mà làm như bí mật ghê gớm vậy lắm. Đó mà cũng gọi là bí mật. Thì tại lúc đó anh bắt em nói chứ bộ. Mà bộ anh Dương không có yêu chị Nguyệt hả? Ổng yêu ai, ai mà biết. Nhưng mà nhất định không phải con nhỏ xấu mà chảnh, mà lùng mà hô nữa. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Anh hung dữ quá à. Thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu. Ê, đã nói chuyện ở đâu à? Em đi lấy cái nón, em bỏ quên trong phòng anh Dương rồi. Ủa, Tâm. Ừ, dạ, à Dương. Em chưa về hả? Dạ, em để quên cái nón. Em tính vô lấy cái nón à. Tính sẵn hỏi anh coi anh ăn thức ăn chị Mai nấu có ngon không. Ngon, Mai nấu thức ăn ngon lắm. Ờ, vậy hả? Dạ, vậy thôi em về nhanh chưa. Ừ. Dù gì, bị ai đánh nữa hả? Không bị ai đánh, nhưng đau quá. Ông bị đau ở đâu? Thì ở vết thương chứ ở đâu. Tôi tưởng đâu á, ông bị đau ở tim á chứ. Tôi nói nghiêm túc mà. Tôi cũng nói nghiêm túc mà. Mà vết thương của ông rất là sâu, đau là chuyện bình thường thôi. Vậy hả? Không phải bình thường ông hay anh hùng lắm sao? Tôi không biết. Nhưng thật sự lần này rất là đau. Thôi được rồi, để chịu tôi ghé ngang, tôi sẽ khám lại cho ông. Ừ. Anh Kiệt, có chuyện gì hả anh? À, không có gì đâu. Tại em thấy mặt anh hơi căng thẳng đó. Vậy à? À, tại thằng Dương á, nó làm cho anh rối quá. Anh Dương bị sao á anh? Cái thằng đó đó, chuyện nhỏ quá lớn, chuyện lớn quá đại sự, không muốn lo cũng không được. Từ từ thôi, cẩn thận đó. Đây, thuốc ngày mai của ông nè. Vết thương vẫn bình thường hả? Ông yên tâm đi, ông không có chết được đâu. Ông phải sống đến 100 tuổi, chịu khổ đến suốt 100 năm nữa. Thuốc này chỉ uống ngày mai thôi hả? Ừ. Tối mai á, tôi sẽ về, tôi đưa thuốc cho ông thêm. Ủa, thì thôi sẵn ông đưa tôi hết luôn đi, để mai mất công ông nữa. Thuốc á, chứ không phải là cơm đâu. Ngày nào cũng ăn giống nhau. Ông uống hết thuốc này xem coi nó phản ứng như thế nào, rồi ngày mai tôi tính tiếp. Tại tôi sợ phiền cho ông. Ai biểu tôi xui xẻo quen biết ông làm gì. Nhưng lúc nửa đêm, vết thương rất là đau, đau giống như một vết thương mới vậy đó. Sao? Ông không tin tưởng thuốc của tôi hả? Tin chứ. Ông có đưa thuốc độc cho tôi cũng uống nữa. Là chính miệng ông nói đó nha. Ờ. Nhưng mà ông cũng đâu cho tôi chết dễ dàng như vậy đâu. Đương nhiên rồi. Ông chết rồi á, ai làm vật thí nghiệm cho tôi? Vậy ông coi tôi là con cá hay là con ếch? Ông rắc rối hơn tụi nó nhiều. Tâm, giờ này cũng khuya rồi, sao em chưa ngủ nữa? Anh hai, anh Dương có sao không? Vết thương của nó cũng ổn rồi. Em thấy anh than đau nhiều lắm á. Vết thương nào mà không đau, phải từ từ thì nó mới bình phục được chứ. Anh Dương nói lúc ở bệnh viện đã đỡ đau nhiều rồi, nhưng mà về đây lại đau nhiều hơn. Vết thương của nó sâu lắm. Nếu như đêm đó mà mày không kịp thời báo cho anh hai chạy về cầm máu cho nó, thì nó đã toi mạng rồi. Nghiêm trọng dữ vậy hả anh hai? Chứ sao nữa,
Anh hai chỉ cần về trễ khoảng 10 phút thôi thì thằng Dương á sẽ chết vì mất máu quá nhiều. À, mà sau đêm đó đó, em biết sẽ xảy ra chuyện mà báo cho anh hai biết chạy gì vậy? Em có biết gì đâu, chỉ thấy là tình hình không ổn, rồi linh cảm có chuyện gì đó không hay, có chuyện sắp xảy ra, cho nên mới báo cho anh hai biết liền đó. Tốt, linh cảm của em như vậy là tốt lắm đó. Em không có hy vọng vậy đâu. Tại sao? Em cũng đang có linh cảm không có tốt. Thôi, mày đừng có suy nghĩ nhiều nữa mày.